Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong tháng 7 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993. Bởi vì qua phần luận giải lần này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong tháng 7 âm lịch. Cụ thể hơn, bạn có thể thấy được điểm hung vận cát của mình thông qua lá số tử vi. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người luôn có tốt có xấu và điều quan trọng chính là chúng ta biết nắm bắt có được bước đi chính xác để đón được tài lộc, may mắn về với mình bằng cách nào mà thôi. Và để nắm bắt được thời vận cũng như giảm thiểu được tối đa vận rủi đối với mình. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải về tử vi của tất cả các quý vị tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 7 âm lịch. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Qua việc xem tử vi thì thầy cũng sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị về bức tranh, toàn cảnh cũng như là cách hóa giải để có thể mang lại tài lộc. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu mệnh kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay làm miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm quyền lực trong tay, có lẽ cũng vì vậy mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do, làm chủ, nên bản thân họ hợp nhất vẫn là lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kia bo bẩn tiện, là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy buôn may, bán đắt. Đối với quý vị gia chủ, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành một bản năng hay thói quen thường ngày. Xem tử vi tháng Mậu Thân năm 2022, các bạn Quý Dậu đa phần đều có cuộc sống tự lập, tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng, do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp mậu dương thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi năm 2022, cuộc sống tuổi Quý Dậu có khá nhiều biến động, gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần học cách đối mặt với mọi chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm, khiển trách. Với nhiều người thì đây chính là thời điểm bạn cọ sát với môi trường mới, hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tử vi tuổi Dậu cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi ngoài thu nhập từ công việc chính của bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với nhiều người thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc thực sự không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, tuy nhiên cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới có đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các quý vị gia chủ quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên, bởi vì bạn vẫn còn trẻ nên đây không phải là vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn sẽ phải phiền lòng giải quyết, cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng mình, kẻo khó được an ổn về mặt tinh thần. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và Thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị,
quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tử vi của tất cả quý vị gia chủ Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch này. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này nếu như mà chúng ta chưa có đủ may mắn, mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình. Quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó là cách để quý vị trở thành người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.